Vừa qua tại Ninh Bình, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVNFPC đã tổ chức phát động hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2022 đến 27 đơn vị điện lực các tỉnh, thành phố trực thuộc. Với chủ đề tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, EVNFPC tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn trong lao động, tăng cường chuyển đổi số trong quản lý an toàn vệ sinh lao động. Trong các hoạt động hưởng ứng, EVNFPC cũng tổ chức đối thoại trực tuyến về các chế độ, chính sách của nhà nước về an toàn vệ sinh lao động đến gần 22.000 cán bộ công nhân viên tham gia trực tiếp, 24.200 người theo dõi qua fanpage tổng công ty, phát 80.000 cuốn cẩm nang sử dụng an toàn điện cho khách hàng sử dụng điện, tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng dân cư và người lao động các quy định của pháp luật liên quan đến công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kiến thức về an toàn điện trong mùa mưa bão và các biện pháp phòng tránh. Tại lễ phát động, EVNFPC đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và tổ chức tọa đàm với các chuyên gia về các nội dung liên quan đến an toàn vệ sinh lao động trong quản lý vận hành lưới điện. Trong tháng hành động an toàn vệ sinh lao động thì chúng tôi cũng đã tổ chức rất nhiều hoạt động. Đối với công tác về an toàn vệ sinh lao động thì cũng luôn luôn quán triệt, chỉ đạo người lao động và người sử dụng lao động thực thi nghiêm túc pháp luật về người lao động. Chúng tôi cho rằng là xây dựng công tác an toàn vệ sinh lao động ngoài cái việc trang bị kiến thức đào tạo bồi huấn thì cần phải xây dựng một cái văn hóa an toàn vệ sinh lao động. Đó là những người lao động và người sử dụng lao động luôn tự biết rằng cái trách nhiệm của mình trong cái thực thi văn hóa về an toàn.